Từ một lần mở nhạc trên điện thoại di động khi đứng trong chuồng bồ câu, anh Thiều Quang Toàn, 43 tuổi, trú tại thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, đã phát hiện âm nhạc giúp cho những chú bồ câu ngoan ngoãn hơn. Bài hát anh mở khi đó là điệu Bolero. Sau khi nghe tiếng nhạc, những chú chim đang đánh nhau rất ác liệt bỗng lim dim mắt, trở nên hiền lành hơn. Nhờ đó, đàn chim bồ câu anh nuôi không còn bị chắc mình mẩy hay chậm lớn như trước. Việc khám phá này giúp lượng bồ câu xuất bán của gia đình anh mỗi tháng trung bình là 500 cặp, gấp đôi so với trước đây. Hiện tại, hàng ngày anh cho bồ câu nghe nhạc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều.